bình thường. Cái khách Ừ. sạn này nè, 5 sao đó, thuộc diện ok đó. Hoặc là bữa mình có học một cái bài văn hóa về cái dịch vụ hậu mãi đó, dịch vụ bảo hành đó. Thì cái dịch vụ bảo hành của Hàn Quốc thì nó được xếp vào loại là tốt nhất. Đó, vậy thôi mọi người nhớ vậy thôi được rồi. Xong. Đúng rồi. À, nốt nữa. Bình thường những cái tính từ á, ví dụ như những cái tính từ hoặc là những cái danh từ thì nó không có tần suất. Còn thường đi với động từ thì nó sẽ có từ chỉ tần suất. Giống như hồi nãy Linh nói á, dậy sớm, dậy trễ. Nó hoặc là đẹp, hoặc là ví dụ tôi là thuộc dạng bàn tay nhỏ. Đó. Những cái dạng như vậy thì không có từ tần suất, còn cái kia thì giống như Lân nói. Ok ha. Và tiếp tục đến bài số 8, ngữ pháp y đa so hồi nãy có nói rồi. Vì là cái là gì đó. Ngữ pháp của bài 8 luôn. Ad od hết ta ka. Ad od hết ta ka hồi nãy Ngân có nói chưa? Chưa nói ta ca, chưa nói ta ca. Taka thì nói dễ hiểu là một cái nghĩa thứ nhất của nó là một hành động nào đó đang làm thì một cái hành động thứ hai xen vào ha. Ví dụ đang đi trên đường thì gặp bạn thì có hai trường hợp xảy ra. Một á, trường hợp á, là cái gì hành động thứ nhất đang làm, hành động thứ hai xen vào hành động thứ nhất liền hẳn luôn. Cái thứ hai là hành động thứ nhất đang làm, hành động thứ hai xen vào nhưng mà hành động thứ nhất vẫn tiếp tục. Ví dụ ha. Ví dụ hành động thứ nhất đang làm, thứ hai chen vào nghỉ luôn nè. Ví dụ như đang nấu đang ăn cơm thì nghe điện thoại, có nghĩa là nghe điện thoại thì không ăn cơm luôn, ngừng ăn cơm luôn. Hoặc là đang học bài mà buồn ngủ quá nên đi ngủ. Thì cái hành động đang học bài đó ngừng luôn. Cái hành động thứ hai là cái hành động mắc buồn ngủ quá đi ngủ chen vào cái hành động đang học bài thì cái hành động thứ nhất nó ngừng hẳn luôn. Cái thứ hai là cái hành động cái trường hợp thứ hai á là cái hành động thứ đang làm cái hành động thứ hai chen vào nhưng hành động thứ nhất không kết thúc. Ví dụ tôi xem phim và tôi khóc thì cái hành động xem phim đang diễn ra nhưng mà cái hành động khóc chen vào nhưng mà cái hành động xem phim vẫn tiếp tục Đúng. đó, là nó có nghĩa đó. Hoặc là tôi đi học, tôi trong cái lúc mà tôi học đại học thì tôi gặp cái người con gái đó là người yêu của tôi luôn. Thì cái hành động mà đi học xong rồi gặp cái người yêu thì cái cô người yêu này chen vào cái hành động đi học nhưng mà cái việc học có kết thúc không mọi người? Không có kết thúc, vẫn là vẫn đang học, vẫn tiếp tục học nhưng mà cái việc mà gặp người yêu nó chen vào cái hành động đó thôi. Rồi ok, là cái hành cái kataka ha. Còn hết hết taka at od hết taka nó không phải là quá khứ của taka, nó không phải là thì quá khứ của taka mà ở đây nó nhấn mạnh là cái hành động ở vế một nó đã kết thúc rồi mọi người. Và cái vế hai nó xảy ra vậy thôi, nó nhấn mạnh hành động thứ nhất đã kết thúc. Ví dụ như mà tôi ăn cơm xong rồi cái tôi rửa chén, nó cái hành động ăn cơm xong rửa chén thì cái hành động ăn cơm xong kết thúc rồi, cái hành động ăn cơm á nó kết thúc rồi rồi mới rửa chén. Hoặc là tôi viết tôi viết bức thư xong rồi tôi xé, hoặc là tôi viết cái email cho thầy rồi tôi mới gửi, viết xong rồi nha mới gửi nó. Nó nhấn mạnh hành động của nhấn mạnh sự kết thúc của hành động với trước vậy thôi. Hết ad hết ok hôm cái tiếp tục alo. Tiếp tục là bài chính nha mọi người. Bài chính nó sẽ rơi vào ngữ pháp là Unthenika. Unthenika mọi người ơi, Ok. Unthenika thì nó sẽ là phân chia công việc, phân chia công việc hoặc là là giao công việc á. Ví dụ nhà có hai chị em nói với em, ê hôm nay tao dọn phòng ở nhà, mày dọn nhà vệ sinh đi, tôi làm cái này thì bạn làm cái kia đi. Hoặc là tôi làm cái đúng rồi, hoặc là tao làm cái này mày làm cái kia, mình làm cái này bạn làm cái kia, hoặc là cho chủ ngữ nào cũng được, bất cứ chủ ngữ nào cũng được, giao việc thôi được không mọi người? Chính xác, chuẩn Ừ. chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Nói mai mốt có em á, tao quét nhà rồi đó mày lau nhà đi đó, dùng dùng cái này nè. Ok không? Rồi bài 12 nha. Ủa bài 12 là trời đất hôi hết luôn. Hết luôn vốn ngữ pháp mọi người ơi. Còn na kiwi hay sao
Udun vihe so un ka he yo. Thứ nhất là cò na. Cò na thì chỉ có nghĩa một nghĩa duy nhất thôi, hoặc bạn thích đọc sách hay là bạn thích xem phim. Và cò na đi với danh từ sorry mọi người, đi với động từ thích đọc sách hay xem phim. Buổi tối bạn thường làm gì? Bạn thường đọc sách hay xem phim thì dùng cò na này ở giữa. Cái thứ hai là kiwi hay so và wi hay so. Hồi nãy Ngân có nói cái này rồi mà phải không Ngân? Ok, tao đây. Cái nào Unka Hata hả? Không không, wi hay so với kiwi hay so. Đi À, in. à, một cái là đi với danh từ, cái đi với động từ mọi người. Cái nào mà đi ki ki thì là động từ, còn mà unrun là danh từ nha. Khi mình nói mình có thể lược bỏ unrun, nhưng mà trong văn viết mọi người bắt buộc phải thêm vô nha. Cái đó là lưu ý luôn. Mà khi mọi người sẽ gặp những cái như là ki ui han hoặc là ui han, thì bản chất sau những cái chữ han vậy đó nó sẽ là một cái danh từ, mọi người sẽ hiểu là cái định ngữ nha. Ok, vậy thôi. Rồi. Còn cái thứ tư nữa là Unkaheyo. Unkaheyo này nó cũng là dự định mọi người ơi, nhưng mà nó là dự định dạng thấp nhất luôn. Có nghĩa là tôi nghĩ sao ta, tôi ví dụ Linh ví dụ một câu nha. Linh nói là ồ dạo này ta học dở quá, chắc là ta phải đến trung tâm học quá đó. Cái đó nó mới trong suy nghĩ của tôi thôi à. Tôi tính là đến trung tâm học á, cái đó nó mới nằm ở trong suy nghĩ thôi, nó chưa có một cái hành động nào, chưa có lên mạng coi cái chỗ nào để học, chưa có coi giáo trình gì luôn mọi người, chỉ là thuận miệng để nói ra thôi á. Hoặc là thấy ồ nhà dơ quá, chắc tôi đi dọn nhà quá đó, thì thấy nhà dơ rồi thuận miệng nói ra chắc là phải làm vậy, nghĩ đang tính làm vậy thôi, có nghĩa là suy nghĩ của mình tính làm vậy thôi, nhưng mà nó ở mức thấp nhất, chưa có một tìm hiểu gì hết. Ngữ pháp tiếng Hàn nó chia ra nhiều cái dự định lắm, Ukaheo rồi Udokuheo đó, rồi Udo Kata Hata nhiều cái, rồi Thu Rút Hata nữa, nhiều cái mọi người. Nên là cái này hình như là cái thấp nhất, cái một cái dự định mà thấp nhất mới suy nghĩ thôi. Tôi tính trưa nay tính ăn gì, tôi nghĩ là chắc tôi đi ở gần gần đây mua đãi gì ăn đó, dự định thôi. Ok không? Dự định dự tính thôi à, chứ Đúng có thể làm hoặc là không có thể làm rồi, không dự định dự tính. được. Tới bài bài 12 là bốn ngữ pháp luôn ha. Rồi Bài 15. Bài 15 là cái gì vậy? Bài bình 13. ma ha ta. Manhattan. Manhattan này dịch là đáng làm cái gì đó. Đúng rồi, vậy thôi à, Chỉ là vậy thôi, dịch đúng ý nghĩa đó luôn. đáng để Đúng làm thì gì đó thôi. Sao rồi, cái cuối cùng cái món này ngon nó bán để ăn á. Đó, vậy đó. đáng để đánh thử một lần, đáng để mạt, đáng để xem, kiểu vậy hết. Nghĩa tiếng Việt luôn, y chang nghĩa tiếng Việt luôn mọi người. Rồi bài số 1 của cuốn bài tập thứ hai đó là bài ngữ pháp Chanayo. Chanayo thì với Cotinho thôi mọi người, học đối lập nó là khác nhau ở cái phần nghĩa. Ủa hình như nãy nói rồi không ta, nói nhiều quá, thôi nói lại cho Nghi với Hương nghe. Chanayo thì nó có hai trường hợp mình sử dụng ha, cả hai đều là nêu ra lý do và đưa ra thông tin. Trường hợp thứ nhất là để nhắc lại cái điều mà đối phương đã quên, người nói nhắc lại cái điều mà đối phương đã quên thì vậy thôi. Cái trường hợp thứ hai là nhắc lại nhưng mà mang cái hướng trách móc, chẳng phải là tao đã nói với mày rồi sao, cái thằng nó đã không đàng hoàng rồi mày cứ đâm đầu vô, cái việc nó đã khó rồi mày mày cứ nhảy vô mày làm, kiểu như vậy đó mọi người hết. Còn Cotinho là cái việc người nghe chưa biết, người nói người nghe mới biết hết. Coi từ nhô thêm cái ý nghĩa của bé bé Phụng nãy có nhắc đó, là diễn biến sự việc nằm tiếp tục ở phía sau. Hai tầng nghĩa, coi từ nhô có hai tầng nghĩa. Xong còn gì nữa ta, kê, trong đó nó có cái chữ kê là bổ sung. Kê có nghĩa là mục đích, đồng nghĩa với chữ thorough. Kê nếu mà đi với tính từ thì mình sẽ dịch ra cái bản chất của cái việc đó, ví dụ như là hồi nãy Linh có nói đó, làm cái gì đó ăn à, làm gì đó nhanh, ăn một cách nhanh thì mình gọi là ăn nhanh, à, là pali kê mọt tà, mặt đẹp, hôm nay mày mặt đẹp quá nè, dẹp tư kê ịp nail, hôm nay mặt đẹp như vậy đó, kiểu gì đó, chứ mình không có dịch là hôm nay mày mặc một cách đẹp, tùy lắm ha mọi người, tùy theo tình huống mình dịch. Ví dụ như là Ơi. sao em, alo này, em nói đi em. Em xin hỏi chị cái ngữ pháp ở trong cái đề cương cô cho cái ngữ pháp nên tê tê tà
Nên đây tà ca đó, nó là của cuốn bảy đó. Ở trong cuốn bảy em thấy có cái ngữ pháp ninh tề ê. Cô lược có em, cô lược chữ ca đó bé, cô lược chữ ca đó em. À, là cái ngữ pháp ninh đề e là cái ngữ pháp đó luôn không chị? Ủa đâu, Ừ? Ngữ pháp trang 26 không chị? Trời từ ơi. từ đang nghe nói gì, phải để chị Em đã định hình đó, không mà trả lời bậy là cái đi ăn cám hết luôn. Mở lên xem từ. ở trong cái đề cương của cô hả bé? Dạ. Trời, chị Nình đoán đi. tê, nình tê Ninh. tà ca. Ừ nó đó em. Vậy là trang 26 cái ngữ pháp Từ để chị mở quyển bảy rồi đó. Ninh đề e luôn Nó hả bay chị? bài dịch luôn rồi, không có kịp dịch bài mọi người, tội dịch bài nha mọi người. Bé ơi, Giờ không phải. Không mình phải hả chị? Ừ, tề e này nó là khác, còn cái chữ 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 của cô là chữ tà ca đó, mà cô lược đi chữ ca. à, mà trong quyển bảy cái Ủa, em đang nói chỗ cái chỗ nào? trang 24 hả chị? Bài Em quyển 7 bài số 6 em. Bài số 6 trang mấy chị chưa có mở ra nữa, chị đang mở một lục thôi. bài số 6. Không bé ơi, em đang hỏi cái ngữ pháp đầu tiên trong cái bảng cô đưa ra luôn Đúng đúng rồi. không? Đúng rồi chị. Đúng rồi, nó là ninh tê tà ca, nhưng mà cô bỏ chữ ca đi nên nó thành là ninh tê tà hết. Cô không bỏ chữ ca. Còn cái ninh tinh ninh tê ê này á, nó lại khác nữa. Em thấy cái này nó chia được luôn ninh luôn in không em? Cái ngữ pháp ở trang 70 là ninh ninh Tê tà. tê người ta à, Ừ. mà mình chưa học mà ta. Chuyện Bài em số chưa 6. học là chuyện của em, còn cái chuyện cho ra đời là chuyện của cô. Em nãy em tưởng là chị nói cái ninh đề ê, em cũng không có Không, nghe rõ lắm á. đâu có nên tề ê đâu em. Nên tề ê là của bài số 2. Chị đâu, nãy giờ chị đâu có nói bài số 2 đâu đúng không mọi người? Không Bởi hề nói vậy bài số 2 luôn. con bé nó lạc hướng. Nên tề ê là Nãy khác giờ em cứ nha. đinh ninh là chị đang nói mấy cái đã học rồi thôi, em tưởng nó là cái đó. Ôi trời ơi, giận bé dễ sợ, nó không có chịu nốt cái mục lục trước à. Cái đó nha em, sửa lại nha, may là hỏi liền á. Cái đó là nó là ngữ pháp của trang 60 á, còn cái kia là không phải nha. Rồi. Trang bài 6 trang 70 luôn chị. Đúng Ừ, rồi. đúng rồi, bài 670. Là Cái nó giống với lại ê tà ca của danh từ phải không chị? đúng rồi em, nãy chị nói đó, của cái bài Ừ. thất tình á. Ừ. Dạ. Cái kia là dùng danh từ, còn này là động từ. Em chia giống như là định ngữ là xong. Cái cấu trúc này À dạ. à, em dịch nghĩa là Implement Adira đó. Cái đó cùng cái tầng nghĩa đó, có nghĩa là ngữ pháp bổ sung trước sau, ngữ pháp bổ sung nội dung trước sau. Mình có thể dịch là vả lại hoặc là thêm vào đó. Hoặc là em có thể lên group em hỏi là có anh chị nào soạn cái bài 7 này chưa, có thể gửi lên cho em tham khảo ngữ pháp hay không. Chắc là Dạ không. chắc là không á. Có gì em lên mạng em tìm cũng được, hay là em coi trong sách cũng được. À, nhiều lắm, nhiều lắm, trên mạng nhiều lắm. Rồi hết rồi đó mọi người, chỉ có nhiêu đó thôi đó mọi người à. 30 cái ngữ pháp mình đã xào nấu, hình như chắc cũng xào mấy lần luôn ha Linh ha, xào đi xào lại rồi xào xuôi luôn á. Nên là mọi người ngày mai dành chút thời gian để học, rồi thứ ba học nữa, rồi thứ tư rồi thi là đẹp luôn. Ba, 13, 14, 15 thi là đẹp, thi xong mà khỏe. Còn từ phận tự tìm nha mọi người, từ nào không biết thì lên hỏi nhau, chỉ nhau nha. Nhìn cũng có mấy từ không biết thiệt đó nha. Tăng ca hết rồi, tăng ca hết rồi. Bây giờ cái up lên không? Úp đi anh, trời ơi chị mà. Sao Úp đi vậy? anh, Từ úp. đã quá vậy. Úp đi là có gì đặng mọi người còn biết còn sửa nhau. Ok, chuẩn bị sợ up, sợ ra nó sai mất công một người học sai giấy luôn Không á. sao đâu, Ok, tạm xin xong ấp luôn up đi để sửa, để sẵn coi anh làm đúng không. lên Đằng nào mọi người cũng đi sửa coi tìm lại à, tại vì tự mình đi tìm nó sẽ nhớ hơn là đi coi của người khác, thật sự luôn. ok. À, còn cái phần gửi file thì không biết có nên gửi không ta, thật sự luôn á, đang băn khoăn quá Đổi cũng được. Gửi cho bạn nào cần thôi, còn không à. thì gửi nhóm cũng được.
Chị gửi cho em nè. Dạ thôi Ngân gửi cho bé ấy thôi. Ờ, gửi cho bé Hương nha, nhưng mà em phải Dạ. kiểm tra kiểm chứng lại em nha. Dạ. Cảm ơn chị trước. Cái cuốn 6 là chị gửi rồi, còn cuốn 5 thì chị gửi cho em. Thôi gửi lên group đi, ai tham khảo được thì tham khảo. Dạ. Gửi đại đi, không có ai coi đâu thiệt luôn, Thì hay em là cũng nghĩ vậy. viết Lười lắm. lười Mọi người em lắm. cũng bận đó chị. Rồi, gửi rồi đó. Ủa Ủa? Gửi vô group đó thôi đúng không? Ừ. Ôi, Rồi. mọi người hơi thi em mọi người. Giờ đi ngủ nè em. Mai phải có mặt tại công ty lúc 6:50 để test COVID. Thôi ngủ nha. Ok, Rồi. Cảm ơn Bye Ngân nhiều bye. Ngon. nha, cảm Cảm ơn ơn Minh cả nhiều, nhà cảm ơn mọi người nha. nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ Bye ngon. bye. Rồi. Bye, chào. Ngân Chào chào. chào.